NK Mobile chào tất cả quý anh chị và quý cô chú đang xem video nhé. Hôm nay NK Mobile bên em giới thiệu cho anh chị là các mẫu máy Nokia chuẩn ở bên shop em nhé. Thì hôm nay em về được vài mẫu máy tại Nokia như là Nokia N95 này, Nokia C205 này, Nokia 2220S này, 5610 này, 6700S này và X300 anh chị nhé. Thì trước khi vào video này thì quý anh chị và quý cô chú mình đang xem video này, mình cần các sản phẩm điện thoại Nokia cổ này để sưu tầm này, để sử dụng này, thì anh chị nào ủng hộ shop là mình đăng ký kênh nhé, cũng như là like và chia sẻ video nhé. Còn anh chị nào cần đặt hàng thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại là 0985150255. Đây cũng là số Zalo của bên em anh chị nhé. Đây, số điện thoại đây anh chị nhé. Đó, 0985150255. Và trên fanpage của bên em là NK Mobile, điện thoại tốt nhất anh chị nhé. Đó, thì bên em là chuyên các sản phẩm điện thoại Nokia cổ, Nokia sưu tầm nhé. Các sản phẩm bên em thì thứ nhất là bên em đều vệ sinh rất là sạch sẽ nhé. Thứ hai là chọn cho anh chị những chiếc máy nó chất lượng tốt nhất, mên màn, không sửa chữa, không thay thế chị nhé. Và thứ ba là tối ưu nhất là cái vỏ của máy sẽ là vỏ zin chị nhé. Vỏ zin thì bao giờ cầm nó cũng chắc chắn và nó nghiền mạch hơn chị nhé. Đó, thì những cái chiếc máy nào bên em nói vỏ thay thì em sẽ báo vỏ thay cho chị nhé. Còn đâu mà bên em đa số là sẽ bán vỏ zin chị nhé, vỏ zin theo máy nhé. Đó, thì hôm nay là bên em giới thiệu chị nhé chiếc máy sau này. Chiếc máy đầu tiên là chiếc máy Nokia 2220S. Anh chị cô chú đang xem video này nhớ tên máy nhé, Nokia 2220S. Đó, thì chiếc máy này là bên em đang bán là 480.000, 480.000, còn 3 chiếc, 3 màu, màu vàng này, màu hồng và màu đen anh chị nhé. Đây, sẽ mở một chiếc máy anh xem này. Đây, một chiếc máy màu đen anh chị nhé. Máy thì đẹp nha anh chị nhé. Và đương nhiên là vỏ zin anh chị nhé, vỏ zin cầm chắc chắn nó liền nạc nha anh chị nhé. Đó, những chiếc máy này rất đáng để sưu tầm anh chị nhé. Anh chị nhìn email của máy này. Một cái điều đơn giản nhất nữa là anh chị có thể xem máy này. Anh chị nên xem cái email của máy như này này. Email của máy nó đẹp. Đó, máy đẹp nó sạch sẽ thì nhìn cái máy nó sử dụng ít anh chị nhé. Còn những chiếc máy nào nó chơi nhiều quá thì nó sử dụng nhiều. Đấy. Thì đương nhiên là chiếc máy cũ hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn anh chị nhé. Đây, mình lắp sim này, lắp sim như này nhé. Đó, đây là chiếc điện thoại Nokia anh nhìn chưa? 2220S nhé. Đó. Chiếc này thì sử dụng pin 4C nhé, dùng pin 4C nhé. Và chiếc này chỉ giá là 480.000 thôi chị nhé. Kèm cho chị là pin sạc đầy đủ và ship tận nhà cho anh chị rồi. Anh chị nào không mất phí ship ấy chị nhé. Đó, đây là chiếc điện thoại Nokia 220S. Đó, bật nguồn này. Rất là đẹp nha, chị nhìn phím sáng rất là đều như này. Đấy. Chiếc máy này thì có tiếng Việt đầy đủ cho anh chị nhé. Anh chị nắp để nghe gọi cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị nhé. Đó. Nhìn máy này, rất là đẹp. Đây, máy. Một chiếc máy rất đẹp, đồng hồ rất là to như này nhé. Đồng hồ to luôn. Đó. Rồi, đây em sẽ test qua các chức năng cho anh chị này. Số này, số cũng rất là to nhé. Anh chị được dùng số rất là to để vào lưu danh bạ nhé. Đấy, một chiếc máy nhỏ nhắn nhưng mà này số chữ rất là to luôn anh chị nhé. Danh bạ này. Đây chị nhìn chữ to chưa? Nó rất là dễ sử dụng nhé. Số danh bạ rất là to luôn anh chị nhé. Đó thì anh chị có thể dùng chiếc máy này để nghe gọi. Đó, rất là đẹp, anh chị cầm trượt lên cái để mình nghe gọi luôn nhé. Không cần phải ấn nút gì cả, chỉ cần trượt lên trượt xuống thôi. Trượt xuống người tắt máy, trượt lên đời bật máy. Đó. Máy thì có camera. Nhưng mà chiếc này thì xem là có hỗ trợ thẻ nhớ không? Chiếc này không có hỗ trợ thẻ nhớ thì nhé. Máy chỉ để nghe gọi đơn thuần thôi. 480.000. Đó, 480.000 thì nhé. Báo ship cho anh chị luôn. Đó, thì bên em ngoài ra bên em còn các màu sau. Đó là màu hồng này. Màu hồng này. Đấy. Màu hồng này. Đó. Thì nhìn mày eBay nó đẹp như này mà mới như này anh chị nhé. EBay chuẩn là cái phông chữ nó phải chuẩn như này anh chị nhé. Anh chị rất là lưu ý nhé. Và đương nhiên là Nokia thì tất cả mọi sản phẩm nó đều có những cái giá khác nhau anh chị nhé. Nó rất là khó để so sánh giá được anh chị ạ. Đây là chiếc máy màu vàng này nhá. Đó, anh chị cầm một chiếc máy anh chị dùng nó bền. Đấy, nó thiết là nó bền này, thứ hai là nó đẹp thì anh chị có thể liên hệ bên em nhé. Đó, bên em làm rất là chuẩn chỉ vì bên em chuyên các sản phẩm điện thoại cổ này. Đó, ok. Chiếc này thì test nghe gọi cho anh chị qua này. Chính không nhé. Nó nghe mấy rất thích nhé. Nó trong cái rất to anh chị nhé. Đó. Rồi chiếc máy tiếp theo là bên em giới thiệu cho anh chị. Cũng là một chiếc máy chơi nhỏ như này. Đó là chiếc điện thoại Nokia C205. Cũng dùng pin 4C này luôn anh chị nhé. Đó. Em sẽ lắp sim từng chiếc máy một cho anh chị xem để anh chị có thể là yên tâm nhé. Đó. Đây là chiếc điện thoại Nokia C205 nhé. C205 một chiếc máy cũng nhỏ nhắn rất là đẹp nhé. Bắt anh chị này. Đấy, chị nhìn máy là email nó đẹp như này nhé. Email chuẩn nhé. Và tuy nhiên là trùng email rồi anh chị nhé. Đó. Còn nếu mà những chiếc email dán thì nhìn nó rất là mờ nhé anh chị nhé. Nó rất là mờ luôn.
chữ không chữ nó cứ liền đứt đoạn ấy, nó không liền nạp đâu. Đây cái sim này chị nắp cái sim to vào nhé. Cái những chiếc máy này chị nắp sim bé được, mình nắp mỗi sim phôi bé mình cho vào đời chân sàn trên đồng này được nhé. Chiếc Nokia C503 này thì bên em đang bán là 580.000 anh chị nhé, 580.000 và còn đúng hai chiếc thôi chị nhé, còn đúng hai chiếc cho chị thôi nhé. Đó thì chiếc này em sẽ lắp pin này, lắp pin nhé, pin 4C tổ ong như này rất là trâu nhé, chị dùng pin này phải được 5 ngày thoải mái luôn nhé. Mời nguồn này. Đó. Máy trượt mà nó trượt mới như này thì anh chị yên tâm là cáp cơ cáp chuẩn luôn, anh chị dùng rất là bền nhé. Đó. Này. Máy rất là đẹp nhé, có tiếng Việt đầy đủ cho anh chị rồi nhé, anh chị về chỉ việc nắp sim và sử dụng thôi nhé. Đó. Máy thì giao diện số bấm cũng rất là ok luôn, phím cao su bấm rất thích nhé. Đó. Chiếc máy này thì cũng là chiếc máy cơ bản để nghe nhạc, mà chiếc này sẽ có thẻ nhớ nhé, chiếc này sẽ có thẻ nhớ thêm nhé, có thẻ nhớ. Đó, 580.000. Đấy. Có hai chiếc duy nhất thôi chị ơi. Đây một chiếc nữa này. Đẹp như nhau luôn. Mà chị mặc kính thì còn nhìn không xước luôn. Đó. Đây. Đấy, đây. Chị nhìn mấy con máy nó đẹp như này. Đó. Ok nhé. Đây là hai chiếc Nokia C205. Quý anh chị và quý cô chú mình nhớ tên máy nhé. Rất là nhiều anh chị hỏi em là bán cho mình cái chiếc điện thoại Nokia, nhưng mà Nokia rất là nhiều mẫu anh chị nhé. Đây là chiếc điện thoại Nokia C205, còn đây là chiếc điện thoại Nokia 2220S. Đó, nó khác tên nhau anh chị nhé. Biết là máy trượt nhưng mà nó máy trượt sẽ có tên máy anh chị nhé. Đây là Nokia C205, chiếc máy trượt anh chị nhé. Chiếc này máy này thì mình đang bán là 580.000, là cả kèm cả cho anh chị là pin sạc, phí ship. Đó, mình nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được lắp sim test nghe gọi bình thường thì mình nhận hàng anh chị nhé. Đó. Tiếp theo này em giới thiệu cho anh chị là mẫu máy Nokia 5610, một chiếc máy trượt còn rất là đẹp anh chị nhé. Đó, chị nhìn vỏ máy này, nó chắc chắn, nó liền lạc như này anh chị nhé. Chiếc này thì anh chị nhìn em hướng dẫn cách mình nắp, tháo nắp cái nắp lưng này nhé. Đây này, ở trên này nó sẽ có một cái nút ấn này, mình ấn vào đây, sau đó mình đề tay vào đây, mình chỉ nhấc ra, nhấc cái vỏ này, nó rất là chắc nhé. Anh chị vuốt xung quanh này, đấy, vuốt xung quanh này, và sau đó nắp lưng nó sẽ la như này, đấy. Đây là chiếc điện thoại Nokia 5610 anh chị nhé. Đây em sẽ lắp cái sim này, chị lắp sim vào dưới này nhé, lắp sim vào dưới này, sau đó là mình lắp pin, pin của nó sẽ là pin 5B anh chị nhé, pin 5B 5610S nhé, máy trượt anh chị nhé, máy trượt nhé. Đây, mình sẽ lắp nắp lưng vào đây. Đấy, nắp lưng vào và sẽ có cái cửa đây. Đó, mình bật lên và bật nguồn. Chiếc Nokia 5610S này bên em đang bán là 950.000 anh chị nhé, 950.000 kèm cho anh chị đầy đủ là pin sạc, phí ship. Đó, có thể nhớ cho anh chị luôn nhé, để chị có thể nghe nhạc anh chị nhé. Chiếc này là một chiếc máy Express Music, nghe nhạc này, chúng nó nghe nhạc đây này, đèn này sẽ nháy đây này chị nhé, rất đẹp nhé. Chiếc này thì cũng có tiếng Việt đầy đủ cho anh chị rồi anh chị nhé. Đây, sẽ mở tiếng Việt cho anh chị này, có tiếng Việt đầy đủ rồi nhé, chỉ việc lắp sim và sử dụng thôi, và có thể nhớ rồi thì chị việc nghe nhạc là ok chuẩn luôn anh chị nhé, rất là ok luôn. Đó, đây máy thì có đầy đủ camera nghe nhạc, chụp ảnh. Đó, chụp hình này, chụp hình thì ấn nút bên này nhé. Đó, đây chị, máy nó rất là đẹp như này nhé anh chị nhé. Chiếc này chỉ có 950 thôi chị nhé. Đó, anh chị để sử dụng nghe gọi rất là ok chuẩn chỉ luôn. Đó, phím bấm này bấm rất thích nhé. Đó, 900 này, anh chị nhớ tên máy hộ em nhé. Đây là chiếc điện thoại Nokia 5610S, 5610S chị nhé, 5610S loa này. Đấy, anh chị bấm nút tăng lượng giảm âm lượng, đây tăng giảm âm lượng. Đấy, bật lên. Đấy, ở đây này, ở đây sẽ có một cái nút gạt này này, nút gạt trên chỗ màn hình này, gạt sang bên này sẽ là sang radio này, gạt sang bên này sẽ về màn hình chính này, gạt sang bên này sẽ là vào music anh chị nhé. Vào music này rất là hay, nó là những chiếc máy Express Music có nghĩa là nghe nhạc nhanh đấy chị, nghe nhạc nhanh đấy, đó là khi mình ấn sang bên này cái mình sẽ nghe nhạc này, nó nghe nhạc luôn. Nhưng mà bài hát thì em chưa lắp thẻ nhớ, sẽ có thẻ nhớ cho chị nhé. Thẻ nhớ thì mình sẽ lắp vào đây này, thẻ nhớ thì mình sẽ lắp ở đây, đây anh chị nhé. Thẻ nhớ thì em sẽ thêm vào đây cho anh chị nhé, có thẻ nhớ đầy đủ cho anh chị luôn, cóp nhạc đầy đủ, anh chị cần nghe nhạc gì anh chị em sẽ cóp nhé. Đây mình sẽ lắp thẻ nhớ đây nhé, đấy lắp vào đây, lắp thẻ nhớ đây nhé. Đấy, thì chiếc máy này, chiếc điện thoại Nokia 5610S bên em đang bán cho anh chị đó là 950.000 nhé, 950.000 đã kèm cho anh chị là đầy đủ pin sạc này, phí ship này. Đó, anh chị nhận hàng việc anh chị kiểm tra hàng, lắp sim đầy đủ,
sau đó mình thanh toán cho shipper là được anh chị nhé. Đó. Mẫu máy tiếp theo là bên em giới thiệu cho anh chị là chiếc điện thoại Nokia 6700S nha anh chị nhé, 6700S. Đây bên em có hai màu, còn hai cây thôi anh chị ơi, một cây màu bạc và một cây màu tím. Đây là màu tím anh chị nhé, màu tím của 14 Pro Max đấy. Đấy. À, cho chị xem hai cái màu luôn này. Đấy. Đây. Máy thì ngoại hình khá đẹp anh chị nhé, khá đẹp thôi, không phải đẹp new được. Đó, nhưng mà nói chung là máy zin như này rất là ok thì nhé. Chiếc này thì rất là nhiều anh chị thích nhé, rất là nhiều anh chị thích chiếc máy này. Đấy. Chiếc máy này S60, có S60 đầy đủ cho anh chị. Đây này, Nokia 6700S anh chị nhé, 6700S. Anh chị nắp sim cho em, anh chị nhìn này, mình sẽ cho sim vào phôi trước nhé, cho sim vào cái khay này trước này. Đấy, cho sim vào khay này trước. Đấy, sau đó mình nắp xuống này và mình bật sang. Đấy, và mình lắp pin thôi, lắp pin thì sẽ lắp pin 4CT nhá, thẻ nhớ sẽ bên hông này nhé, thẻ nhớ bên hông này nhé. Đó, lắp pin 4CT này và mình lắp lưng lại này. Đấy, và mình bật nguồn lên. Đó, chiếc này thì bên em đang bán là 1.3 triệu nhé, 1.3 triệu một chiếc nhé, kèm pin sạc và thẻ nhớ cho chị đầy đủ rồi nhé, 1.3 triệu. Đó, rất phù hợp đấy, chị có thể là sử dụng để nghe gọi, để sưu tầm. Đó, rất là ok chị nhé. Anh chị đợi một chút nhé. Nhưng chiếc máy điện thoại Nokia S60 thì nó sẽ khởi động lâu hơn chiếc S40 nhé. Tất cả những chiếc ở chỗ của em vừa giới thiệu nhà đều S40 cả. Nhưng mà chiếc này chiếc điện thoại Nokia S60 nhé. Đó, kể cả chiếc N95 này cũng là S60 chị nhé. N95 này cũng là S60. Đấy. Chị đợi một chút. Đấy, nó lên này, lên Nokia. Nó hơi lâu một tí, nó mất tầm khoảng 30 giây. 30 giây đến 40 giây để mình có thể là lên được màn hình. Đó, sẽ khởi động nhé. Đây này, nó hỏi anh chị nhớ này, khi mà nó hỏi là bạn có tiếp tục ở chế độ offline hay không. Đấy, mình không em. Ở trước này là chưa ăn nóc rồi chị ơi, chưa mở mạng. Cái này đây là một chiếc máy châu Âu, máy Đức nha chị nhé. Đây em sẽ nắp sim, em sẽ nắp chưa sim cho anh nhé chị ạ. Em vừa ví cổ bị 5CT cho anh nghỉ rồi. Đây em sẽ nắp chiếc sim này, bật nguồn lên chị nha. Cái này mở mạng thì mất 11 đô đấy chị nhé. Thôi cái này bên em sẽ mở mạng cho anh chị đầy đủ nhé. Đây chị nha, chiếc máy này còn nguyên ảnh của người Đức này, nên là mình phải mở về Việt Nam mình phải mở mạng nhé. Còn như của mình mua cốt đấy, mua cốt để mình mở mạng nha chị nha. Đó, mình mua cốt thì gửi đây mình mua thôi, 11 đô là tổng khoảng 300.000 tiền cốt đấy chị nha. Đấy, chiếc này thì hệ điều hành S60 ẩn dụng này. Đó, có camera đầy đủ cho anh chị này. Ok. Đó. Rồi em còn hai chiếc nhé, một chiếc màu bạc như này, 1.3 triệu và một chiếc màu hồng, màu tím nhé, màu tím là hai chiếc nhé. Đó, màu hồng, một bạc, một tím. Đấy, 1.3 triệu anh chị nhé. Màu tím cũng rất là đẹp nhé. Rồi, chiếc máy tiếp theo là chiếc điện thoại Nokia X300 này chị nhé. X300 thì em giới thiệu anh chị cũng khá là nhiều rồi. Và em còn chỉ còn một hai chiếc thôi chị nhé, còn một hai chiếc là hết rồi. Máy này rất là nhiều người thích nhé. Máy thì thiết kế chắc chắn đẹp. Đây là hàng châu Mỹ, Mexico chị nhé. Mexico này, anh chị nhìn thấy email của máy nó đẹp. Nó khác rất là nhiều chị nhé. Máy nó mới tinh như này chị nhé. Đó, nên chị yên tâm nhé. Anh chị yên tâm về cái chất lượng của máy, anh chị dùng rất là bền nhé. Đó. Cái này thì anh chị làm cho em này. Đầu tiên là mình nhìn cái sim này. Mình nhìn cái sim này nhé. Vì nó ghi là mình gạt xuống này nó mở này. Mình sẽ ấn xuống như này. Đấy, rồi mình lắp lên. Đó. Sau đó là mình lắp cái sim phôi vào trước. À đây, phôi sim sẽ vào trong này, cái chiều bát sẽ vào trong nhé. Sau đó mình kéo xuống này, mình ấn xuống này và mình sẽ gạt cái này lên này. Đấy chị nhỉ, lên này. Và mình sẽ lắp pin nhé, pin của nó cũng là pin 4CT chị nhé, 4CT. Đó. Đây. Mình sẽ lắp lưng này. Cái lắp lưng của X300 rất là mỏng nha chị nhé, nên khi chị bật ra này, chị ấy ra này, chị
rất là nhẹ nhàng thôi nhé. Xong mình ấn sẽ ấn xuống này, ấn lên này lại này. Đó thì nó rất là bền đấy chị nhé. Anh chị tránh là chị cậy ra nhé, không được cậy ra, mình ấn xuống nhé. Nó rất là lưu ý Nokia X300 anh chị nhé, pin yếu rồi. Đó, ok. Đấy, chiếc này thì có tiếng Việt đầy đủ cho anh chị rồi. Nghe nhạc sẽ ấn vào đây nhé, ấn vào đây để nghe nhạc này. Đó, nhưng mà đây là đang là radio không này. Chiếc này thì người ta nghe radio cũng không cần tai nghe đâu. Đó, không cần tai nghe chị nhé, rất là hay nhé. X300 thì là một chiếc máy huyền thoại và thiết kế rất là đẹp anh chị nhé. Thiết kế một chiếc máy trượt nhưng mà nó lại rất là mỏng như này, rất đẹp. Đó, X300. Đó, thì anh chị nào cần liên hệ với em nhé, em chỉ còn một hai chiếc thôi chị nhé, một hai chiếc X300 thôi, để anh chị có thể là để sưu tầm, để trải nghiệm nghe nhạc, cũng như là mình có thể để nghe gọi rất là ok anh chị nhé. Máy thì đây nghe gọi chuẩn chỉ luôn. Chiếc Nokia X300 này, đó, đây anh chị nhìn máy này, bên em đang bán là 1.400.000 chị nhé, 1.400.000 chị nhé. Noa này. Noa nghe rất thích chị nhé. Để báo mất máy. Đó, máy thì kèm đầy đủ cho chị là pin sạc, thẻ nhớ, phí ship 1.400.000. Đấy. Ok chuẩn chỉ luôn anh chị ơi. Còn hai chiếc máy cuối cùng là bên em giới thiệu cho anh chị, nó là hai chiếc điện thoại Nokia N95. N95 2G nhé, N95 2G nhé. Đây có hai chiếc đây. Đó, hai chiếc máy cuối cùng ở trong video này. Đó là một chiếc máy màu mận và một chiếc máy màu vàng. Anh chị này, đây là cái gặp. Đó, camera này. Em sẽ test cho anh chị một chiếc nhé. Đây chiếc máy màu mận này trước đi. Đấy. Chị tháo nó lên ở đây này. Đó. Sau đó mình lắp SIM vào. Anh chị nhìn mây máy đẹp chưa? Đẹp chuẩn luôn nhé. Anh chị yên tâm nhé, tất cả sản phẩm bên em đều vệ sinh sạch sẽ, đều test đầy đủ cho anh chị. Anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi đánh choán nhé. Thường là những chiếc máy châu Âu về ấy, thì mình phải mở mạng anh chị ơi, mình phải mở mạng nhé. Đó, thì để cho anh chị biết là máy cũng phải cho mình qua nhiều bước đó. Mình phải mở mạng này, mình phải chạy tiếng Việt này, mình phải vệ sinh máy này, chứ không phải là một chiếc máy về bán được luôn đâu chị. Rất là nhiều công đoạn nha chị nhé. Và em lại cũng hơi kỳ tính cho nên em sẽ test máy, lau chùi máy rất là sạch sẽ cho chị nhé. Để chị nhận một chiếc máy nó cầm nó ưng ý nhất với trong tay mình anh chị nhé. Còn anh chị nào cần hình ảnh của máy thì anh chị kết bạn Zalo bên em, số điện thoại 0985150255. Em sẽ gửi hình ảnh cho máy, chi tiết máy này cũng như là quay video test máy này. Đây chiếc này cũng là đang bị khóa mạng này chị nhé. Đó, thì cũng phải mua cốt nhé. Đây còn vài chiếc nào nó mới về em chưa mở mạng được. Đó, chiếc Nokia N95 này bên em đang bán là 1.500.000 chị nhé. 1.500.000 kèm pin sạc, phí ship đầy đủ cho anh chị nhé. Cũng chỉ có hai chiếc thôi, N95 rất là ít anh chị nhé. N95 mà vỏ nó đẹp đẹp như này cũng rất là ít nhé. Đấy. Đây em sẽ test bằng chiếc Gold này cho nào có mở mạng chưa nhé. Hàng mới về em quay luôn cho anh chị luôn, hai chiếc N95 này rất là nhiều người hỏi luôn. Đó. Thì anh chị nào cần chiếc máy nào để sưu tầm, để nghe gọi, để tặng biếu thì cứ liên hệ với em nhé. Mẫu Nokia cổ nào em tìm được sẽ săn cho anh chị nhé. Săn được. Đấy. Hàng thì bên em là rất là nhiều nơi nhé, kể cả châu Âu, kể cả châu Á mình nhé. Đấy, chiếc này thì mình phải mở mạng chị nhé. Chiếc này là mở mạng rồi này. Đây, cùng mở xem nào. Đây, máy sẽ có sơ trượt đa chiều này. Anh chị nhìn đẹp không? Nó zin, nó đẹp lắm anh chị ạ. À, chiếc này có mở mạng rồi anh chị nhé. Nhưng mà chưa chuyển sang tiếng Việt. Em chuyển sang tiếng Việt thì chuyển tí xong thôi chị nhé. Đây, máy này. N95 2G chị nhé. Đấy. Một chiếc máy nó rất là huyền thoại chị nhé. Nghe nhạc hai loa, đây là hai loa nhé. Chỗ camera này mình sẽ gạt sang này, mình sẽ gạt xuống này, nó sẽ là camera luôn nhé. Đấy, những dòng LCD này rất là hay nhé chị nhé. Nó có một cái chức năng đó là mình gạt sang bên này, gạt sang bên kia là nó sẽ chụp ảnh này, chụp ảnh 5 chấm cũng rất là đẹp anh chị nhé. Đây, mình gạt xuống này, nó sẽ tắt này, đó. Nó sẽ là như này. Ok chưa anh chị? Đó, một chiếc điện thoại Nokia N95 2G rất là đẹp anh chị nhé. Màu vàng, màu đây gọi là màu vàng vàng cát ấy, vàng cát. Nó sẽ hơi đậm đậm một chút. Đó. Chị máy rất là đẹp nhé, phím bấm này rất là đẹp nhé. N95 đây, ấn vào đây này. Em sẽ mình lựa chọn này này. Nó rất đậm mượt mà anh chị ơi. Trải nghiệm nó cái này, trải nghiệm media đấy. Tất cả các media luôn, hình ảnh này, music này. Đây là xem cái gì đây? Chắc là ngày trước có xem TV chị nhé. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không xem được rồi. Đó, đây là web này. Nó chuyển động rất là mượt mà luôn chị nhé. Đó, ok.
Thì đây là chiếc này máy này 1,5 triệu chị nhé, N95 2G 1,5 triệu. Thì hôm nay là bên em cũng giới thiệu cho anh chị là cũng rất là nhiều mẫu máy trượt bên em rồi. Đó là có mẫu máy thoại Nokia 2220S này, C205 này, Nokia 5610S này, 6700S này, X300 này và Nokia N95 2G. Đó thì quý anh chị và quý cô chú đang xem video này, mình cần sưu tầm chiếc máy nào, mình cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc qua số điện thoại là 0985150255, hoặc là mình có thể là nhân viên fanpage cũng được, thì bên em sẽ tùy hình ảnh này và video test máy này để quý anh chị và quý anh chị và cô chú đang an tâm nhé. Mình đặt hàng, anh chị đến nơi chị nhận hàng này, anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đó nên chị yên tâm nhé. Bên em là NK Mobile nhé. Cảm ơn chị đã xem video.